Hình như này, vào một buổi trưa nắng, nếu như mà cần hạ quả cũng như là giải nhiệt thì hình như sẽ chọn loại nước uống nào? Như là theo Quỳnh Như thì sẽ chọn những cái loại trái cây giải nhiệt như là chanh, cam, tắc. Nhưng mà đừng có chua quá nha, vì những trái mà chua quá thì không được tốt cho sức khỏe cho lắm. À, nếu nói vậy thì bản tin làm nông thông minh ngày hôm nay giới thiệu một loại trái hợp với khẩu vị của Huỳnh Như cũng như là của rất nhiều người, bởi đáp ứng được yêu cầu là chanh nhưng mà không có chua, và đó là cả một quá trình tìm tòi của một người nông dân ở miền Tây. Mời bà con tìm hiểu phần sau chương trình cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Gà sạch, hướng chăn nuôi mới cho nông dân giữa thời dịch bệnh bùng phát, thị trường tiêu thụ hạn hẹp. Những mô hình luân canh lúa và thủy sản không sợ hạn mặn, lợi nhuận gấp đôi. Chia sẻ kỹ thuật của nông dân lai tạo thành công giống chanh dây ngọt đang có giá bán cao. Thưa bà con, vụ Tết luôn là cơ hội tốt nhất trong năm cho những người chăn nuôi, trong đó có gà là vật nuôi thế mạnh. Tuy nhiên, năm nay nhiều nông dân tỏ ra e dè với việc mở rộng quy mô chăn nuôi vì giá gà xuống thấp và khó tiêu thụ. Ngoài dịch bệnh ảnh hưởng tới việc tiêu thụ, năm nay giá gà thấp là bởi vì nhiều người chuyển từ nuôi heo sang nuôi gà, tăng đàn nhiều khiến cho đầu ra khó khăn. Giữa tháng 10 âm lịch, ông Nguyễn Văn Long ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn bị gà giống để mở rộng chăn nuôi, phục vụ thị trường Tết. Nếu như vụ Tết năm ngoái ông thả nuôi 6.000 con, thì năm nay ông Long chỉ nuôi 2.000 con. Bởi ông thấy suốt cả tháng nay, giá gà giảm mạnh chỉ còn từ 35.000 đến 45.000 đồng một ký gà ta, bằng một nửa so với năm ngoái mà rất ít người mua. Nếu nuôi 1.000 con gà vào thời điểm này, khả năng sẽ lỗ khoảng 15 triệu đồng. Còn ông Nguyễn Minh Lý ở thị xã Phú Mỹ nuôi gà ta thảo dược từ 3 năm nay cho biết, năm ngoái, ông đầu tư 2.500 con gà thảo dược phục vụ thị trường Tết. Đến giữa tháng Chạp, gà đã được thu mua hết. Năm nay, ông dự định nuôi 4.000 con. Tuy nhiên, diễn biến thị trường có nhiều bất lợi, nên ông chỉ nuôi 3.000 con. Vào dịp cuối năm để phục vụ thị trường Tết thì số lượng nuôi sẽ còn tăng lên. Do đó, bà con nông dân cần tính toán kỹ lưỡng nhu cầu để có phương án phù hợp. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con nông dân cần chủ động hơn trong việc liên kết đầu mối tiêu thụ cũng như là với các đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi để bảo đảm tính toán được nguồn cung, ổn định giá cả, tránh tình trạng là cung vượt cầu khiến cho giá tiếp tục giảm sâu dẫn đến thiệt hại nặng. Dần đó là những hộ nuôi gà theo quy mô gia đình phải rào trước đón sau, như thế thì mới mong có lời. Còn nếu nâng tầm lên nuôi một bước nữa thành là trang trại với quy mô lớn, liên kết tiêu thụ rõ ràng thì không ngại ngần gì về đầu ra, chỉ quan trọng là kỹ thuật nuôi ra sao. Với 65.000 con gà được nuôi trong những trại có không khí mát lạnh trên diện tích hơn 5 hectare, các khâu chăn nuôi đều theo quy trình tự động, cho ra 1 triệu trứng sạch và an toàn mỗi tháng. Mời bà con đến tham quan mô hình này để có thể tìm hiểu rõ hơn về quy trình chăn nuôi gà sạch của công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi gà sạch Đồng Lợi, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là một trong số 8 trại gà thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi gà sạch Đồng Lợi. Nhà nuôi gà gắn hệ thống máy lạnh làm mát, các trại gà lạnh không có mùi hôi hay những đám ruồi nhặng bay đầy chuồng như những nơi khác. Trại gà được xây dựng kiên cố bằng khung thép, bê tông, cửa ra vào có thiết bị cảm ứng tự động để điều chỉnh nhiệt độ, đảm bảo luôn duy trì nhiệt độ khoảng từ 22 đến 24 độ C. Với nhiệt độ nhà nuôi ổn định, phù hợp với sức chịu đựng của gà, không thay đổi bất thường nên đàn gà sinh trưởng tốt, nhanh lớn, tỷ lệ hao hụt thấp hơn nhiều so với nuôi gà chuồng hở. Nhờ quản lý tốt đàn gà, đồng thời tăng cường bổ sung men tiêu hóa đã góp phần giảm ô nhiễm môi trường, ít gây mùi hôi. Gắn bó với mô hình nuôi gà sạch từ năm 2007, khởi điểm từ một trại gà, đến nay công ty Đồng Lợi phát triển lên 8 trại gà, lợi nhuận thu về mỗi năm hàng tỷ đồng. Trong khi nhiều mô hình cây trồng vật nuôi bị ảnh hưởng đầu ra do dịch Covid-19, mô hình này vẫn ổn định thị trường và cung lại không đủ cầu. Hệ thống chuồng trại khép kín từ việc vệ sinh chuồng cho ăn uống nước đều tự động đã tạo ra thành công của mô hình chăn nuôi mới này. Qua đây cho thấy sự chịu khó học hỏi và mạnh dạn tiếp cận kỹ thuật mới của hộ dân, đồng thời mở ra hướng chăn nuôi mới, an toàn và làm giàu bền vững cho nhiều hộ gia đình.
Thưa bà con, nhận thấy tình trạng hạn hán và mặn xâm nhập ngày càng gia tăng ở đồng bằng sông Cửu Long, trong tương lai có thể có những diễn biến bất lợi hơn, nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chủ động liên kết với các nhà khoa học để nghiên cứu, thử nghiệm những mô hình sản xuất thích hợp với tình hình, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Mô hình tiếp theo chúng tôi muốn nói đến là sự kết hợp rất hợp thời mà bà con vùng ven biển mới thấy hết tác dụng của nó trong mùa rồi. Luân canh lúa và thủy sản đang được triển khai hiệu quả tại địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang, điểm mạnh của mô hình tôm lúa là mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với đầu canh cây lúa. Mức thu nhập trung bình của mô hình 2 vụ tôm, 1 vụ lúa đạt khoảng 100 triệu đồng 1 hecta một năm. Hay như mô hình canh tác lúa thông minh trên vùng đất phèn mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện với quy mô 230 hecta ở huyện Hòn Đất và Gò Quao cũng đem lại hiệu quả. Theo đó, mô hình đã lắp đặt 8 trạm quan trắc môi trường và 7 ống cảm biến ướp khô xen kẽ, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây kết nối Internet vạn vật để quản lý và phân phối nước trong canh tác lúa thông minh. Qua đó, nông dân có thể giám sát mực nước trên bề mặt ruộng tự động để tiết kiệm nước tưới, từ đó nâng cao thu nhập. Ngoài mô hình tôm lúa, bà con nông dân các vùng ven biển có nguy cơ hạn mặn cao như ở Kiên Giang còn phát triển mô hình nuôi vịt biển thương phẩm kết hợp nuôi cá và cũng đang khuyến khích người dân thả nuôi tôm càng trong ruộng lúa. Các mô hình phù hợp với chủ trương định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản bền vững và còn thân thiện môi trường. Để nâng cao hiệu quả mô hình, nông dân cần quan tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật kết hợp cải tạo đất, cắt mầm bệnh, tăng hiệu quả mô hình. Thưa bà con, tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2020 được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, nhiều người đi tham quan mua sắm vô cùng bất ngờ khi một lão nông người gầy ốm đứng giới thiệu những trái chanh dây màu vàng óng của mình thay vì là những thanh niên trẻ tuổi, năng động. Đặc biệt là chanh này thì có mùi thơm đậm đà và còn rất ngọt nữa. Vâng, đó chính là ông Nguyễn Hữu Công ở xã Sông Phụng, huyện Sông Phú, tỉnh Sóc Trăng. Nếu bà con là khán giả trung thành của bản tin Làm Nông Thông Minh thì chắc chắn sẽ biết thông tin này. Chúng tôi ngày hôm nay giới thiệu đến bà con thêm về kỹ thuật trồng xem là có khác gì với giống chanh dây trước đây. Trong một lần đọc báo, ông biết về công dụng của trái chanh dây rất tốt cho sức khỏe. Sau đó đã tìm mua 10 hạt giống với suy nghĩ trồng vài dây để thu hoạch trái cho gia đình. Khi trồng chỉ có 2 dây cho trái, tuy nhiên với dùng nước mặn lại bị nhiễm phèn, chanh dây, sống không thọ. Qua kinh nghiệm làm vườn, ông thấy dây nhãn lồng, một loại dây leo sống tốt trên vùng đất này, có những đặc tính giống chanh dây mà thời gian sống rất lâu, phát triển tốt trên đất hạn mặn, nên bắt đầu ghép cây thử. Chẳng những thành công về tuổi thọ mà chanh cho trái còn có vị ngọt thanh, mùi thơm đậm đà. Từ đó, ông Công bắt đầu lai ghép mỗi gốc chanh dây, sau 5 tháng lai ghép bắt đầu cho trái chín lần đầu. Với 15 dây chanh, cho trên 300 trái, với giá bán 100.000 đồng một ký, thu nhập gấp 5 lần so với trồng rau màu khác. Đặc biệt, loại chanh dây ngọt này chỉ cần làm vàng cho dây leo, không tốn nhiều phân bón và công chăm sóc, trái sẽ ra liên tục, có thời gian sinh trưởng từ 3 đến 4 năm. Trồng vẫn dễ như giống chanh dây trước đây. Hiện ông cũng nhân giống chanh dây ngọt để bán, với giá từ 70 đến 100 ngàn đồng một cây, tùy theo người mua số lượng nhiều hay ít. Điều đáng học hỏi ở nông dân là luôn tìm kiếm, nghiên cứu khắc phục nhược điểm cây trồng, thích nghi trên đất mặn ở địa phương. Không ngờ là loại cây ghép cho kết quả mỹ mãn, được nhiều người tìm mua. Tiếp tục bản tin là tiết mục Đố Vui Nhà Nông. Mở đầu chúng tôi xin giải đáp thắc mắc câu hỏi đố vui kỳ trước. Ông Nguyễn Hồng Dân là một nông dân ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã vươn lên thành triệu phú với hàng ngàn con cá cảnh như cá ly thia, cá vàng, cá môn ly, cá la hán. Ngoài bán cá thương phẩm, ông còn lai tạo phối giống cá. Khi lai tạo đàn, ông luôn giữ giống F1 vì chúng sẽ giữ được thể sắc 80%, từ F2, F3 trở đi chỉ đạt khoảng từ 60 đến 70%. Giống cá là một chuyện, điều quan trọng trong nuôi cá cảnh, cần phải chú trọng thêm điều gì? A. Nguồn thức ăn. B. Đảm bảo việc xử lý, diệt khuẩn nước. C. Cả hai đáp án đều đúng. Dân, theo chia sẻ từ ông Vân, ông cho biết ngoài chọn giống tốt, trong quá trình nuôi yếu tố quan trọng là nguồn thức ăn và nguồn nước phải đảm bảo an toàn,
đúng quy định, nếu không cá sẽ chết. Như vậy đáp án đúng trong kỳ này là câu C. Sau đây là danh sách 3 khán giả trả lời đúng trong câu hỏi kỳ rồi. Khán giả Nguyễn Hồng Thanh, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Khán giả Trần Văn Hương, xã Thạnh Phú Đông, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Khán giả Lê Văn Khởi, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Những khán giả chưa có câu trả lời đúng cũng đừng buồn, rất nhiều cơ hội phía trước với nhiều phần quà hấp dẫn. Trong các số trước, chúng tôi giới thiệu đến bà con mô hình nuôi chồn với kỹ thuật điêu luyện của ông Nguyễn Văn Đấu, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, có thể làm cho chồn sinh sản tới 3 lần trong năm, trong khi bình quân chồn chỉ sinh từ 1 đến 2 lứa. Theo ông Đấu, ban đầu ông nghiên cứu cách cho ăn, xây dựng chuồng nuôi để đạt hiệu quả cao. Đến ngày chồn động đực, ông bắt đầu cho chồn đực giao phối với chồn cái, rồi ghi rõ ngày tháng. Sau khi phối giống khoảng 63 ngày, chồn bắt đầu đẻ. Sau khi chồn đẻ khoảng 1 tháng 5 ngày là có thể tách chồn con ra khỏi con mẹ. Thời gian mới tách, ông thực hiện thao tác tắm sạch cho chồn mẹ như thế nào để nuôi dưỡng giống tiếp? A. Tắm trong 3 ngày, mỗi ngày 1 lần. B. Tắm trong 1 tuần, mỗi ngày 1 lần. C. Tắm trong 1 tháng, mỗi ngày 1 lần. Đây là cách tắm quyết định đến quá trình giao phối tiếp theo. Quý khán giả chọn câu trả lời mà mình cho là đúng. Nhắn tin về chương trình theo cú pháp, họ tên, địa chỉ, đáp án, gửi về số điện thoại 0988 469 878. Chúng tôi xin được nhắc lại cú pháp quý khán giả nhắn tin về chương trình, họ tên, địa chỉ, đáp án, gửi về số điện thoại 0988 469 878. Đến đây bản tin làm nông thông minh xin được kết thúc. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.